Thưa quý vị và các bạn, dịp cận Tết là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân cũng như nhu cầu về các loại hình dịch vụ tăng cao, đặc biệt là những loại hình dịch vụ như nhà hàng, nhà nghỉ, karaoke. Đây cũng là những loại hình dịch vụ kinh doanh tiềm ẩn mất an ninh trật tự. Để tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như an toàn giao thông trên địa bàn, Công an huyện Khói Châu đã quyết liệt tăng cường ra quân kiểm tra, rà soát những tụ điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Ngoài việc treo biển nội quy, quy chế thực hiện nghiêm về an ninh trật tự cũng như phòng cháy chữa cháy tại khách sạn, chị Tuyết thường xuyên được lực lượng công an địa phương tuyên truyền nhắc nhở, đồng thời ký cam kết chấp hành nghiêm về đảm bảo an ninh trật tự cũng như phòng cháy chữa cháy. Không chỉ khách sạn nói trên, nhiều cơ sở kinh doanh các loại hình nhà nghỉ, nhà hàng cũng được lực lượng công an xã thường xuyên tăng cường kiểm tra về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy. Nhà em chấp hành tất cả các nội quy của nhà nước đề ra, ví dụ như là không tụ tập cờ bạc hay là chơi bời, không tiếp tay cho bất kỳ một hành vi nào trái pháp luật. Cảm thấy có nghi ngờ thì bọn em cũng sẽ báo lên cơ quan công an. Lực lượng chức năng cũng như chính quyền địa phương có đến kiểm tra, tuyên truyền và nhắc nhở về vấn đề an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi cũng có ký cam kết đảm bảo an toàn cho khách nghỉ lẫn bản thân chúng tôi ở đây. Cơ sở chúng tôi thì có ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực. Là xã phức tạp về an ninh trật tự do lượng dân số đông với trên 15.000 dân, trong đó có khoảng 8.000 dân số cơ học là công nhân cũng như sinh viên về lao động học tập tại các công ty, trường đại học cao đẳng. Xã Dân Tiến hiện có 7 cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, 4 cơ sở kinh doanh karaoke và trên 40 nhà hàng quán ăn chủ yếu tập trung tại trung tâm thương mại của xã. Vấn đề về đảm bảo an ninh trật tự, các tệ nạn xã hội được cấp ủy chính quyền, lực lượng công an xã đặc biệt chú trọng, nhất là thời điểm cận Tết Nguyên đán đang đến gần. Giao trách nhiệm cho công an xã là tổ chức là tuần tra ban đêm cũng như là tuyên truyền ký cam kết như những nhà hàng, quán ăn, các quán karaoke rồi các hộ kinh doanh nhà trọ để đảm bảo được cái an ninh trật tự trên địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2024, từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024. Công an huyện Khói Châu đã tổ chức ra quân đồng loạt với 100% quân số, với trên 200 cán bộ chiến sĩ thuộc 9 đội công tác, công an 25 xã thị trấn. Qua đó, trong vòng một tháng ra quân đã xác lập triệt phá được nhiều chuyên án, phát hiện xử lý hàng chục vụ án về ma túy, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ, vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, về trật tự an toàn giao thông và vi phạm về nồng độ cồn đã xử lý trên 200 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 400 triệu đồng. Mức xử phạt của người tham gia giao thông khi uống rượu bia thì rất là cao. Bản thân em và tất cả người dân bây giờ cũng đã có ý thức khi tham gia giao thông là tuyệt đối là không uống rượu bia. Đội cảnh sát giao thông công an huyện Quế Châu đã tổ chức các tổ tuần tra, lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn tại các tuyến đường, khung giờ tập trung nhiều người ăn nhậu, phối hợp với các công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện về tại các đường liên xã, liên thôn để tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm.